Tô Đại chứng nào tật nấy, suýt toi về vụ AVG mà vẫn tham. Hiện nay Việt Nam có 5 nhà mạng viễn thông đang tham gia khai thác, đó là Viettel, VNPT, Mobile Phone, Vietnam Mobile và GT Mobi. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 1 tháng 3 đưa tin phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi. Nhận tin cho biết, sáng ngày 1 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi do công ty của Bộ Công an quản lý. Theo đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân và người dân sử dụng mạng GTEL Mobi. Đồng thời, ông Tô Lâm bày tỏ mong muốn công ty viễn thông của Bộ Công an sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi. Được biết, GTEL Mobi hiện nay đang cung cấp dịch vụ di động 4G với các đầu số 099 và 059. Đây là sự hợp tác giữa Bộ Công an với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Nhà mạng này ra đời và đi vào khai thác từ năm 2008. Mục tiêu ban đầu của mạng này, theo truyền thông nhà nước, là để hình thành mạng viễn thông di động mạnh của ngành công an, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vẫn theo truyền thông nhà nước, GTEL Mobi cũng tham gia tích cực vào việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của nhân dân và nắm tình hình an ninh trật tự. Theo giới quan sát, đó là một trong những lý do khiến số lượng người sử dụng GTEL Mobi luôn ở mức khá khiêm tốn. Đáng chú ý, tại buổi lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn đề nghị các đơn vị trong ngành công an và các địa phương phát động toàn thể lực lượng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của GTEL Mobi, không chỉ cho hoạt động nghiệp vụ mà cả trong đời sống của mỗi gia đình. Hai lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử thương vụ AVG. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ cùng với Cục An ninh mạng trong việc khai thác sử dụng hạ tầng viễn thông của Bộ Công an để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng, báo cáo Bộ Công an phê duyệt, bổ sung để có thêm các nguồn lực thúc đẩy phát triển cho GTEL Mobi. Một nguồn thạo tin từ Hà Nội cho Thời báo .de biết, hiện nay các nhà mạng di động của Việt Nam đang chuẩn bị tham gia đấu giá tần số 5G và sẽ chỉ có 3 nhà mạng được cấp băng 5G mà thôi. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải đích thân xuất đầu lộ diện trong lễ phát động kể trên. Hiện nay chưa có thông tin chính thức rằng liệu nhà mạng GTEL Mobi có tham gia đấu thầu tần số 5G hay không. Nhưng trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, nhiều ý kiến cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn tận dụng quyền uy của mình để tham gia và đoạt lấy nguồn lợi rất béo bở này. Trong quá khứ, ông Tô Lâm đã từng tham gia một thương vụ đầy tai tiếng liên quan đến dịch vụ viễn thông, đó là vụ án Mobile Phone mua 95% của công ty cổ phần AVG, một công ty tư nhân thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo báo Thanh Niên, thương vụ Mobile Phone mua AVG thực chất là một màn kịch thổi phồng giá trị thực của doanh nghiệp nhằm lấy tiền nhà nước. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm đề xuất mua AVG, hãng này đang thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Các số liệu phương án kinh doanh hoàn toàn là giả định, mơ hồ, thiếu thực tế. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khi đó là Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã báo cáo sai sự thật với Thủ tướng về tình trạng bết bát của AVG và để Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đặt bút ký. Đây là vụ tham nhũng đình đám, trong đó Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ lên tới hơn 3 triệu đô la. Bên cạnh đó, ông Tô Lâm khi đấy còn là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký một thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông trong vụ án này. Ông Tô Lâm từng bị cáo buộc nhận một khoản hối lộ là rất lớn hơn cả ông Nguyễn Bắc Son. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Tô Lâm vẫn thoát tội. Công luận cho rằng chức năng chính của Bộ Công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhưng rõ ràng Bộ trưởng Tô Lâm không lo toàn công việc chính của mình, mà chỉ lo chen chân vào các chức năng của những ngành khác để thâu tóm lợi ích và thể hiện quyền lực. Mà vụ việc phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi
là một minh chứng cho những nghi ngờ của công luận về sự tồn tại của nhóm lợi ích trong Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin hôm nay Tô Đại chứng nào tật đấy, suýt toi vì AVG mà vẫn thảm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy? Mùa xuân là mùa của lễ hội, chùa chiền ở các địa danh nổi tiếng thường thu hút một lượng lớn các tăng ni, Phật tử tìm đến để vãn cảnh chùa cũng như cầu an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024 này, nhiều thông tin cho biết các chùa lớn vốn trước đây luôn thu hút một số lượng lớn du khách đến vãn cảnh chùa, nay đã sụt giảm đáng kể. Mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi những hình ảnh về chùa Ba Vàng Uông Bí, Quảng Ninh, chùa Hương Tích ở Mỹ Đức, Hà Nội và nhiều chùa khác rơi vào tình trạng vắng như chùa Bà Đành. Thực hư thông tin chùa Hương vắng nhất lịch sử, lái đò xếp hàng chờ khách. Tờ báo Dân Trí vào ngày 28 tháng 2 thực hiện phóng sự thực hư thông tin chùa Hương vắng khách nhất lịch sử, lái đò xếp hàng. Theo bài báo mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết chia sẻ cảnh chùa Hương vắng tanh vắng ngắt. Kèm dòng trạng thái kinh tế suy thoái, chùa Hương vắng tanh vắng ngắt hay chùa Hương năm nay ế khách vắng nhất lịch sử. Vào ngày 27 tháng 2, phóng viên tờ báo Dân Trí đã có mặt tại điểm đến tâm linh nổi tiếng này để xác minh thực hư câu chuyện. Theo đó, chia sẻ với Dân Trí, ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh, Hương Sơn cho hay, không có chuyện chùa Hương vắng tanh vắng ngắt. Ông Hiển thừa nhận, du khách đến tham quan chùa Hương có giảm nhẹ so với các năm trước, song so với các lễ hội lớn năm nay ở nhiều địa phương khác, thì du khách đến chùa Hương vẫn là cao. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cảm thán, chỉ khổ người dân thôn Yến Vĩ không được hưởng lợi lộc gì, hàng hóa không buôn bán được, nhà nhà đóng cửa im ỉm, kể cả khu trung tâm Cầu Yến. Những ý kiến này được nhiều người đánh giá là phản ứng đúng sự thật. Giữa mùa lễ hội nhưng bến đò và chùa Hương Tích rất vắng khách. Trong khi đó, chùa Ba Vàng được cho là một trong những ngôi chùa có lượng khách và Phật tử đến cúng dường đông nhất cả nước. Nhưng trên mạng xã hội cũng chia sẻ các hình ảnh quang cảnh chùa những ngày sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cũng vắng như chùa Bà Đành. Theo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thừa nhận, từ mùng 1 tháng 1 cho đến 25 tháng 2, chùa Ba Vàng ước đón 393.000 lượt khách. Con số này ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo chính quyền Uông Bí, bởi năm 2024 là năm nhuận. Song lý do thực sự là trước đó, chùa Ba Vàng đã xảy ra vụ lùm xùm về xá lợi tóc của Đức Phật. Theo giới quan sát, có lẽ những chỉ đạo kịp thời từ Ban Giáo hội Phật giáo và Quảng Ninh đã giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về việc lừa dối tăng ni Phật tử của chùa này. Do đó, một số đông tăng ni Phật tử đã thức tỉnh và quay lưng lại với nhà chùa, cũng như với sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Trong một phóng sự truyền hình vào ngày 1 tháng 3, VTC14 cũng thừa nhận, dù đang là chính hội nhưng chùa Hương nhiều nơi vắng khách, có những nơi lại đông vui tấp nập. Trong phần comment của phóng sự này, đa số các ý kiến đều cho rằng lý do du khách chán không muốn đến chùa Hương không phải vì cảnh không đẹp mà vì cách quản lý và cách điều hành của ban tổ chức lễ hội rườm rà không hợp lý. Đặc biệt là vấn đề giá cả với nạn chặt chém quá mức. Công luận thấy rằng đó là những biểu hiện làm tiền quá mức của nhóm lợi ích với sự cấu kết của các quan chức địa phương. Điều đó đã khiến cho du khách quay lưng với địa điểm du lịch chùa Hương Tích nổi tiếng, kèm theo lời kêu gọi hãy tẩy chay như đã làm với Phú Quốc. Một buổi lễ tại chùa Ba Vàng trước đây rất đông người tham dự, thời được cho là kiếm ăn tốt. Công luận thấy rằng việc tìm đến bất cứ địa điểm chùa chiền nào là quyền của mỗi người, nhưng đừng quên đa số người dân đã thức tỉnh và đã biết những nhà chùa có xu hướng trục lợi núp bóng cửa Phật đã và đang bị tẩy chay. Trong tiềm thức của người Việt Nam, chùa chiền là chốn trang nghiêm, yên tĩnh.
người muôn phương tìm đến mong được hưởng sự tĩnh lặng, yên bình để gột rửa tâm can bụi trần, để tìm kiếm sự thảnh thơi và có thể sám hối lỗi lầm. Nhà chùa không thể là nơi lộn xộn, giành giật, chặt chém, xô bồ như những phiên chợ buôn thần bán thánh hiện nay. Đây là hậu quả của chính sách thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cố ý làm ô uế Phật giáo, cũng như biến hoạt động của các chùa chiền trở thành mê tín dị đoàn. Điều mà công luận khẳng định đó là một chủ trương cấp nhà nước của Đảng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Vì sao các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.